nắng buổi sáng. Ôi chết cha, mới bắt đầu quay nó bị lô factory rồi. Trời ơi, quên cha. It's sunny nhưng mà buổi sáng cũng tốt con. Sao đâu, buổi sáng nắng tốt. Boy đâu? Boy đâu mà không thấy? Behind, behind me. You hold this now. Hold? Why is it so hot? Nắng hôm nay trời chắc là trời trưa nóng dữ á. Why so hot? Dễ thương không? Nay trời nắng ấm, cô giáo dẫn mấy học trò đi warm up và đi exercise ngoài đường nè. Nay trễ đi qua khỏi dễ thương quá. Mấy anh nhỏ chị nhỏ đi đủng đỉnh dễ thương quá. Bắt đường trời lạnh rồi đó, tôi băng qua đường nè, dễ thương không? Chút xíu anh chị, anh nhỏ chị nhỏ rồi băng qua đường đi đường này đó, thôi đó dễ thương không, đỡ thấy không đó, đi bên đó là mình đứng đi xa đó, anh chị nhỏ đi ở trên sai dễ thương không. Ok, giờ mình đi đâu? Mình đi ngoại chơi nha. We go to Starbucks. Starbucks trước ha. Hello. Stop by Starbucks. Xong xuôi mình đi ngoài chơi nha. Ok. Starbucks. Ok. No, icebreaker. Ok. Icebreaker. Ok. Nè, khoảng cách đó. 10 for waiting here. You are the best. Get live boy, người ta vô kìa. Đi vô, vô get live đấy người ta. Đừng gần người ta quá con. Tới viên con chưa con order nha. Đang đợi lấy lấy chocolate, hot chocolate cho Edward. Oh, cannot go open this side. Phải đợi, nó kêu tới cái tên Starbucks thì nó call by name. Nếu mình nói tên gì cái nó làm cái order xong cái kêu name của phải vậy, order number. Đây là ở sau bay nè. Hold on, before we go, give me my phone. Nè, trong my pocket nè, lấy đi con, bên đây. Đây sao bay thì nó có Olive Garden. Cái nhà hàng này của Italy, kitchen này cũng ngon. Tụi nhỏ thích. Con đi vòng vòng sâu sâu vô đây. Cái đây có nhiều cái hiệu nổi tiếng. Kuta Beauty. Boy, go here, come. Con muốn gì? Hả? Chưa con lấy phone chứ, mẹ tưởng con quay cái gì? Quay. No, I was taking the picture with my drink so I can... Okay. Mình quảng cáo cho nó nha. Yes, I'm gonna tag them. Nó nhiều cái tàn rồi. Okay, quay để mẹ kêu, còn đây là Applebee cũng ngon lắm.
khoan khoan nha con, xe đừng có băng qua đường, quay quay chết quay mami. Ok, let's go. Quay quay xe tới, đầy đồng quá, xe tới liên tục. Sợ. This is why I should have took the gum. Ê, quay quay xe nữa, quay. Gum gì? This is why I don't want to taste the gum. I can't taste my gum. Trời mẹ. Ok, đi 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 con. Thôi, thôi để nó đi đi rồi coi. Nhanh, nhanh nhanh con. This has coffee in it. Coffee hả? Yes. Mà đâu order coffee. Đây no, là no, tea mark nè. This is the peppermint. Peppermint. We're coming closer. Lấy đường này nha. Đây là sao phay ở Dorchester. Đây come here, boy, come here. Mắt in đọc chất. No, 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 go this side, boy. Này cũng lớn mà. Business này cũng lớn, đông lắm. Đầy đủ bên kia, oh, now về Party City. Oil Garden, Home Depot, Target. Quay, 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 quay. Trời ơi, lúc, lúc xe nha con. Rồi, chạy, chạy đi, chạy qua xe đi. Nó đâu quay slow motion đâu. Ừ, mấy cái loại mới của Starbucks. Nó đang đợi lấy ra kìa. Target, cái này Target ở Dorchester nè, đó, lớn. Lớn hay tới 10-20 cái chỗ tính tiền. Chưa kể cái sale check out. Sale check out là tự tính tiền mình đó, trên vô máy. 20 chậm. Mình biết sao cái chỗ tính tiền mà còn sao chắc ao thì mười mấy cái luôn. Wow, ở đây sao gặp tình lớn ghê. Outside. Oh, đây nó ấy lại rồi ha, nó không cho vô trong đây nữa. Anh đợi đây lấy cái order. Mày order gì con? Hả? What would you like? Ok. Ok. Ngon nhỉ. Sau đây mẹ coi coi. Wow, ngon hấp dẫn quá vậy. Nhìn nó uống rồi. Non stop. Hello. Target. Target. Rớt cái phone mày ơi. Coi chừng. Mà làm trò gì vậy? Bôi mày sợ bể hả? Pick lên! Please, no. Pick up! Alright, now I'm top, but I'm in the elevator. Hello, ba mày.